Ban đầu mình cứ nghĩ mình là người bất tử cơ, kiểu kiếp trước cứu trái đất nên được các cụ độ ấy. Nhưng mà chắc các cụ cũng độ đến mức còng lưng hết sức rồi, thế nên là... Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube về fitness và lifestyle của SinPhạm. Thế là cũng tới lượt mình bị Covid, ở nhà cách ly nguyên tuần luôn, không được đi tập. Lúc mình đang quay cái video tuần trước cho mọi người xem, lúc đấy là mình đang dương tính với Covid ngày thứ hai. Mình nhớ hôm đấy là ngày mùng 5 tháng 3, hai vạch đỏ chót luôn, nhưng mà chắc mọi người không nhận ra đúng không? Mới đầu mình còn tưởng mình bị mệt do tập quá sức cơ, tại vì hôm trước đấy, buổi chiều mình đi tập, xong buổi tối mình lại đi chơi bóng rổ tiếp đến 11 giờ mình mới về, xong sáng hôm sau, 6 giờ sáng mình lại đi tập tiếp. Thế nên mình nghĩ là chắc là kiểu này là do chơi thể thao nhiều quá bây giờ mệt thôi mà. Nhưng mà hóa ra không phải mọi người ạ. Covid nó chờ đến lúc mình yếu nhất thì nó mới xuất hiện. Và lúc đấy tối về mình thấy rát họng một phát, test ra hai vạch luôn. Nhưng cũng trộm vía là chỉ có hai hôm đầu mình cảm thấy có triệu chứng rõ rệt mà thôi. Mình cảm thấy hơi rát họng và bị sốt nhẹ một chút. Nhưng sau hai hôm đầu tiên thì gần như là tất cả các triệu chứng biến mất luôn, chỉ còn có hơi mỏi người một chút thôi. Thế nên ngay sau đấy mình đã bắt đầu tìm hiểu về việc quay trở lại luyện tập hậu Covid nó như thế nào. Và mình chắc là cũng có rất nhiều bạn có những thắc mắc giống như mình là không biết sau Covid bao lâu thì tập được và tập như thế nào thì an toàn, có chú ý gì không. Có rất nhiều người khi mắc Covid thì biểu hiện triệu chứng không rõ nét hoặc là bị triệu chứng nhẹ, nhưng mà kết thúc sau khi âm tính thì lại bị Covid hành cho vật vã hàng tuần, có khi là cả tháng luôn. Nào là ho, sốt, mệt mỏi, khó thở kéo dài, dễ hụt hơi, choáng váng. Mọi người có bị như vậy không? Nguyên nhân được các bác sĩ giải thích là bởi vì khi Covid xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thì cơ thể sẽ phát đi những tế bào miễn dịch để dọn dẹp các tế bào đã bị virus xâm lấn cũng như sửa chữa các tế bào bị tổn thương. Nhưng trong một vài trường hợp, hệ miễn dịch của chúng ta bị thiếu kiểm soát, các tế bào miễn dịch tấn công tất cả những gì nó gặp ở trên đường đi, kể cả những tế bào khỏe mạnh, đúng như kiểu giết nhầm còn hơn bỏ sót ấy, khiến cho chúng ta tổn thương còn nhiều hơn là phục hồi và dẫn đến tình trạng viêm toàn thân. Hoặc đây cũng có thể là kết quả của việc hệ miễn dịch phải gồng mình lên chiến đấu với virus cả một thời gian dài, khiến cho cơ thể bị kiệt quệ sau khi khỏi bệnh. Chính vì những lý do này mà việc luyện tập ngay sau Covid cần phải hết sức cẩn thận. Chúng ta vừa muốn cơ thể không bị quá tải thêm vì bất cứ áp lực nào nữa để rồi tiếp tục bị tổn thương, nhưng đồng thời cũng muốn cơ thể phải vận động để hồi phục sức khỏe. Theo như khuyến cáo bởi các bác sĩ thể thao ở bệnh viện chuyên khoa về giải phẫu Hospital for Special Surgery ở Mỹ cho người chơi thể thao, nếu có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, tức ngực, đánh trúng ngực thì chúng ta cần phải điều trị triệt để các triệu chứng này trước khi quay trở lại luyện tập để tránh làm gia tăng triệu chứng cũng như các biến chứng về tim hay phổi. Những người có nguy cơ tiềm ẩn về các bệnh tim mạch hay phổi hay lịch sử về những bệnh này rồi thì chúng ta cần được gặp bác sĩ tư vấn trước khi quay trở lại luyện tập. Sau 7 ngày nếu đã khỏe mạnh hoàn toàn và không xuất hiện thêm bất cứ triệu chứng nào nữa thì các bạn đã có thể quay trở lại dần dần luyện tập trong 4 tuần với quy tắc 50, 30, 20, 10. Tức là trong tuần đầu tiên khi quay trở lại luyện tập, chúng ta sẽ giảm cường độ luyện tập đi 50% so với mức độ tập bình thường. Sau đó đến tuần thứ hai thì giảm đi 30%, rồi 20 và 10% cho 2 tuần cuối cùng trước khi quay trở lại luyện tập với cường độ thông thường. Ví dụ cho dễ hiểu thì bình thường chúng ta deadlift 100 chẳng hạn, thì trong tuần đầu tiên này chúng ta sẽ kéo không quá 50 cân. Sau đấy đến tuần thứ hai thì kéo 70, rồi tuần thứ ba 80, rồi tuần thứ tư 90 trước khi quay trở lại với kéo 100 kg như bình thường. Tương tự cho việc chạy bộ, chẳng hạn bình thường chúng ta chạy 3 km thì bây giờ trong tuần đầu tiên chúng ta chỉ chạy 1,5 km mà thôi, sau đó mới dần tăng dần cường độ lên cho cơ thể làm quen. Cuối cùng, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực, sốt, khó thở, đánh trúng ngực trong quá trình quay trở lại luyện tập thì chúng ta cần ngay lập tức liên hệ với cả chuyên gia và bác sĩ để được thăm khám và tư vấn kịp thời. Như các bạn có thể thấy, đây là khuyến cáo dành cho những người chơi thể thao. Cùng lúc đấy thì các nhà nghiên cứu và các bác sĩ ở Anh cũng xây dựng nên một bộ hướng dẫn quay trở lại vận động khái quát hơn rất nhiều và dành cho nhiều đối tượng hơn. Theo hướng dẫn này thì người mắc bệnh Covid cũng cần phải khỏi bệnh và 7 ngày sau đấy không xuất hiện thêm bất cứ một triệu chứng nào nữa thì mới có thể quay trở lại luyện tập. Nhưng quá trình quay trở lại luyện tập sẽ được chia thành 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 7 ngày với mục tiêu và hướng dẫn cụ thể về cường độ bằng BOG RPE. Trong đấy BOG RPE là bảng xếp hạng về nỗ lực trên thang điểm 20. Bảng xếp hạng này phản ánh cảm giác về cường độ vận động, với 6 là không cần phải cố gắng, cho đến điểm cao nhất là 20 phải cố gắng hết sức. Quay trở lại với 5 giai đoạn chính, mục tiêu ở giai đoạn 1 là giúp chúng ta quay trở lại luyện tập. Các bài tập có thể là các bài tập mang tính chất nghỉ ngơi, thả lỏng như tập thở, giãn cơ, ép dẻo, thăng bằng hay đi bộ nhẹ nhàng, với mức độ RPE từ 6 cho đến 8, tức là chỉ cần nỗ lực tối thiểu. Trong 7 ngày tiếp theo ở giai đoạn 2, mục tiêu sẽ là các hoạt động với cường độ thấp như đi bộ bình thường, yoga nhẹ nhàng, làm việc nhà hoặc làm vườn chẳng hạn. Các bài tập hoặc các bài vận động sẽ tăng dần cường độ, mỗi ngày tập được lâu hơn từ 10 cho đến 15 phút là ok. RPE vẫn ở mức độ nhẹ từ 6 cho đến 11. Cố gắng duy trì được 7 ngày đến khi đi bộ được 30 phút với RPE 11 mà không thấy mệt. Ở trong hai giai đoạn đầu này, theo như mình thấy thì nó giúp chúng ta đảm bảo hệ tuần hoàn, tim mạch và phổi của chúng ta hoạt động bình thường trước khi nâng cao cường độ vận động. Giai đoạn 3 có mục tiêu là các bài tập thử thách aerobic và bắt đầu có thể thử thách sức mạnh ở cường độ trung bình. Các bài tập có thể bao gồm 2 vòng tập, mỗi vòng 5 phút. Các bài aerobic ở đây mình nghĩ có thể như là chạy bộ, nhảy dây hay đạp xe chẳng hạn.
Ngoài ra thì theo mình các bài tập calisthenics hay các bài tạ đơn giản cũng ok. Sau đấy mỗi ngày tăng thêm một vòng, một set tùy theo khả năng. Với RPE từ 12 cho đến 14, bài tập bắt đầu nặng nhưng chưa quá khó. Làm sao để chúng ta có thể tập được một buổi 30 phút và sau một tiếng thì cảm thấy hồi sức? Giai đoạn 4 vẫn có mục tiêu là các bài tập thử thách aerobic và sức mạnh ở cường độ trung bình, nhưng sẽ làm khó hơn với các bài tập yêu cầu phối hợp và kỹ năng nhiều hơn. Ở đây mình sẽ tập liên tiếp 2 ngày và nghỉ 1 ngày xen kẽ. Vẫn duy trì mức RPE linh động từ 12 cho đến 14, miễn sao cảm thấy không quá đuối sức là được. Cuối cùng, đến giai đoạn 5 sẽ là lúc chúng ta quay trở lại với cường độ tập bình thường. RPE có thể đi từ 15 trở lên theo sức của người tập. Ở bất cứ giai đoạn nào mà các bạn cảm thấy không thỏa mãn được hết tất cả các yêu cầu thì hãy lùi lại một phase, một giai đoạn. Ngược lại, nếu các bạn cảm thấy thỏa mãn được các yêu cầu một cách dễ dàng thì sang tuần tập tiếp theo hãy nâng cao cường độ lên. Và đương nhiên, với những cá nhân khỏe hơn, với những người có nền tảng thể lực tốt hơn thì theo mình nghĩ chúng ta cũng có thể bắt đầu luôn vào những giai đoạn sau mà không cần phải bắt đầu từ đầu. Ví dụ như mình chẳng hạn, sau 7 ngày không có thêm triệu chứng, khỏe mạnh, bình thường thì thay vì dành nguyên một tuần chỉ để hít thở và giãn cơ, mình sẽ làm việc đấy vào mỗi sáng và buổi chiều mình sẽ quay trở lại dần với việc luyện tập của bản thân luôn. Như vậy, nếu mình có thể quay trở lại luyện tập luôn ở giai đoạn 3 thì nó sẽ rất khớp với cả khuyến cáo ở trên dành cho những người chơi thể thao, quay trở lại luyện tập với cả 50% sức của mình, cũng tương đương đâu đấy với cả RPE từ 12 cho đến 14 rồi. Mỗi người có một thể trạng cũng như triệu chứng khác nhau khi mắc Covid, thế nên quan trọng nhất vẫn là lắng nghe cơ thể của bạn để nắm được tình hình thể lực của bản thân, từ đấy có căn cứ vận động với cường độ phù hợp. Với những người thường xuyên chơi thể thao và có kinh nghiệm tập như mình thì việc ước lượng cường độ tập nó rất là đơn giản, bởi vì mình đã quá hiểu sức của bản thân của mình như thế nào rồi. Mà mình tập 50% sức là mình biết tập thế nào ngay. Đấy cũng chính là lý do tại sao mình nghĩ tất cả mọi người ai cũng nên chơi thể thao thường xuyên hơn, vừa để nâng cao vừa để kiểm soát sức khỏe của bản thân tốt hơn. Tóm gọn lại cả video lần này thì các bước quay trở lại luyện tập các bạn có thể tham khảo như sau. Bước 1 là các bạn hãy đảm bảo sau 7 ngày khỏi bệnh không có thêm bất cứ triệu chứng nào nữa thì chúng ta sẽ đến với bước 2 là quay trở lại luyện tập. Đối với những người không thường xuyên vận động, hãy bắt đầu với các bài tập hít thở, kéo giãn cơ khớp đơn giản, đi bộ nhẹ nhàng, làm việc nhà để cơ thể quen với vận động hơn. Còn đối với những người có thể lực tốt, thường xuyên chơi thể thao thì hãy quay trở lại luyện tập với cường độ không quá 50% so với thông thường. Sau đó chúng ta sẽ đến với bước 3, tăng giảm cường độ luyện tập, vận động nếu cảm thấy quá sức hay lâu hồi phục. Bước 4, tạm dừng lại việc luyện tập nếu có các triệu chứng như khó thở, tức ngực hay sốt thì hãy tìm đến chuyên gia để được tư vấn. Và đấy là tổng hợp những thông tin mình biết về việc quay trở lại luyện tập sau Covid. Với số lượng ca nhiễm vẫn gia tăng mỗi ngày như hiện nay thì mình nghĩ đây là những thông tin tối thiểu mà mọi người nên biết. Nhưng mọi người cũng cần lưu ý là cho đến thời điểm hiện tại vẫn có rất nhiều điều chúng ta chưa biết về Covid, cũng như những di chứng mà Covid có thể để lại vẫn đang được nghiên cứu chưa có kết quả. Thế nên tốt nhất là hãy thực hiện 5K và không để bản thân bị nhiễm Covid. Đồng thời, luôn cập nhật những thông tin mới nhất về Covid để biết cách bảo vệ bản thân. Còn đối với những bạn đã và đang dừng tình giống như mình thì chúc mọi người sớm khỏi bệnh để có thể quay trở lại được với cuộc sống bình thường sớm nhất. Link các bài báo và các tài liệu mình tham khảo thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả để mọi người có thể đọc thêm. Nếu có bất cứ vấn đề gì về Covid thì hãy gọi cho bác sĩ để được tư vấn nhé. Cuối cùng như thường lệ, đừng quên like và subscribe để tiếp tục luyện tập cùng Xin Phạm.